cảm giác nhớ nít vẫn giống bao lần trải qua đêm vui mùa đông tối thiên thì đi bật một khúc ca bài vui như tết anh mà la 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 ba đang xem nhạc vui tết Việt mẹ ngồi nấu bánh chưa kiềm cả gia đình thơm bình yên tết quay có mấy mất giờ hay cảnh mái đang thoáng qua mấy tiếng dân dù xưa hay nay vẫn sẽ luôn như vậy tết là để ở bên gia đình là tết truyền thống qua nước non mình dù đi đâu xa tết phải về nhà không ra được chưa xa tết đến xuân về năm mới cân kề và giao thừa đã tới rất cực kề nào kéo chào 4321 cụm ly mình lao đào không khí xung vầy xung quanh tận huyền áo pháo hoa ngập trời đêm nay một thế nào gặp người ta chúc xuân này chúc như nhà một năm no ấm đủ đầy thêm một tuổi mới gặp nhiều điều may anh em cầu được ức thầy người ta gọi đây là tết cổ truyền với những tập tục đã trở nên phổ biến mâm ngũ quả trên bàn và tổ tiên và bóng chân xanh có cả một câu chuyện ngày xuân ngân nga khi muốn về nhà thế là tết đã đến thật gần cảm giác ngao nức vẫn giống bao lần chợ hoa đông vui người đi người tới trên vì bật một khúc ca bài vui như tết anh mà thưa quý vị chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình bảy đồng tươi xuân thưa quý vị thân mến chương trình của chúng tôi do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 và buổi tối ngày hôm nay với một màn chào đầu rất là độc đáo chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị một mùa bảy rượu thật vui và thật nhiều tiếng cười. Thưa quý vị xin cảm ơn một lần nữa quý vị đã luôn yêu thương và theo dõi chúng tôi. Hôm nay là mùng 2 Tết toàn thể anh em chúng tôi xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và ngập tràn hạnh phúc. Xin cảm ơn một lần nữa vỗ tay thật nồng nhiệt. Xin cảm ơn các bạn người mẫu đã hỗ trợ cho màn chào đầu áo dài vừa rồi. Xin cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một lời chào nữa. Đó chính là anh em chúng tôi đã có mặt hôm nay ngày mùng 2 Tết để mang tới cho quý vị và rất vui vì bảy nụ cười xuân đã trở lại. Đây là mùa thứ bảy và mùa này thưa quý vị chúng tôi có một cái concept đó là hội ngộ. Hội ngộ với quý vị, hội ngộ với các anh em từng ngày để mang đến một cái mùa bảy nhiều thú vị cho quý vị. Như quý vị đã biết tuần trước là buổi cuối cùng của chương trình phát sóng 2 ngày 1 đêm thì nối tiếp chương trình đó là ngày hôm nay cũng là tiếp sóng, chúng tôi tiếp tục mang đến cho quý vị một chương trình nữa, hy vọng được nhiều sự yêu mến. Ngày hôm nay xin giới thiệu tới quý vị Trương Thế Vinh. Wow. Lâm Vĩ Dạ. Tiến Luật. Lê Huỳnh Thúy Ngân. Và đây là Ninh Trường Lan Ngọc. Hôm nay chúng ta có những nhân vật chính của bảy nụ cười xuân sẽ hội ngộ với nhân vật chính của 2 ngày 1 đêm. Xin giới thiệu Hiếu Thứ Hai. Lắc không kìa, lắc không kìa. Xin giới thiệu Ngô Kiến Huy. Giờ không vậy đó. Xin giới thiệu Lê Dương Bảo Lâm. Wow.
Hey. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin hỏi các bạn á, là chúng ta chơi chung hay là chia ra? Mà nếu mà hai ngập đêm là cũng phải có tôi nữa. Đó, đúng không? Dạ. Đúng à. Vậy thôi bạn tôi... có ảnh đi. Em không phải kia, đúng rồi, anh kia đi. Anh là thơm đó. Anh yếu nhất đội kia sao họ đẩy nhanh vậy? Không phải. Thật ra là có một cái huôn là anh Giang ở bên đội nào rồi đội đó thua. Như vậy thì đừng qua đây anh ạ, đừng qua đây anh ạ. Thôi đi đường rồi. Giang ơi, em thấy team này không ổn, hay là mình nhập lại team Hành Trình Rực Rỡ đi. Ủa? Đúng rồi. Ừ, ba đội luôn, đúng không? Ba đội luôn. Ba đội. Được luôn. Được. Có thua tụi em không? Anh có suy nghĩ lại không? Vậy cho em đổi đi. Em đổi một thành viên đội em. Em muốn đổi team A đúng rồi. Nhớ A đúng rồi không? Nhớ A đúng rồi. A đúng rồi. Có em không? Không, em đổi với em. Chỉ có hai người. Hai đứa tôi thôi. Có hai người thôi. Muốn đổi không? Vinh qua đây. Gì vậy? Gì vậy? Chương trình gì nữa vậy? Chương trình gì đây? Hên rồi, cậu đi rồi. Hay quá trời. Hay quá. Mình anh mình. Mình đổi đi Huy. Run man. Ủa? À, đây. Thôi, vậy gì? Thôi, đưa qua đây, qua đây. Khoan. Tiếp bên này nè. Có hiểu kìa. Tiếp bên này là tiếp sinh tố Cubin. Sinh tố Cubin. Sinh tố Cubin. Sao tiêm gì ngoài đường vậy? Ngày hôm nay mà để chia đội mà chia gọi là theo các chương trình thì chắc chia tới mai. Khó quá. Bởi vì anh em cũng được khán giả thương nên làm nhiều chương trình. Và thôi, bây giờ vậy. Trước khi mình chia đội, mình gửi một lời chúc. Toàn thể anh em mình sẽ cúi đầu chào quý vị, cảm ơn quý vị đã yêu thương anh em mình suốt nhiều năm vừa qua. Đúng quý vị, nhân dịp năm mới, chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Yeah. Cảm ơn năm mới mọi người. Năm mới là phải có quà đúng không? Dạ. Yeah. Đầu tiên vô là đừng có anh em, đừng có chích mít, đừng có đội điếc, đồ đấu đá. Vui đúng rồi. Quà, quà mang giá trị lớn. Dạ. Yeah. Có nhiều cái đặc biệt lắm. Wow. Có quà. Có quà. Wow. Kính thưa các anh chị em thân mến, bởi vì quà tặng hôm nay nó thật sự là lớn. Wow. Tấm lòng lớn hay là vật chất lớn anh? Cả hai luôn. Nó là mang tính chất cá nhân nha. Ai được may mắn thì lấy cái quà to nhất. Yeah. Và để có quà là phải vượt qua thử thách. Yeah. Bằng một trò chơi mang tên là ừ đúng rồi. Ừ đúng rồi. Ví dụ anh hỏi Hiếu là ừ đúng rồi. À, nghe nói mới mua cái xe máy gì đó 15 triệu đúng không? Là em phải trả lời. Yeah. Dạ đúng rồi. Ừ đúng rồi. Chứ em ừ cũng được. Em ừ đi anh ừ cho. Ừ đi anh ừ cho. Hổng lên cái lộc, hổng lên cái lộc. Ê, chạng lên, chạng lên. Em nhận tâm nhân vật, em nhận tâm nhân vật. Bây giờ ai xung phong chơi trước? Em. Rồi, làm mẫu đi. Hổn nhất lớp. Mời bước lên cái. Dạ, đây mẫu hổn lên trước. Xin hổn nhất lớp. Rồi. À, nghe nói là năm vừa rồi là khán giả yêu thương khủng khiếp lắm hả? Ừ, đúng rồi. Quá dễ đơn giản, hoàn thành. Vậy thôi đó. Ủa? Thôi đó. Tại biết anh không có kỹ năng á. Lượt khai tới tôi ha, lượt khai tới tôi. Nhẹ nhàng thôi. À, nhẹ nhàng á. Đến chương trình này đừng có toan tính gì cả. À không, chưa hùi. Dạ. Rồi, đợi tới Hiếu. Tới tôi đi bạn. Hả? Cho tôi đi. Rồi, lên. Nghe nói là tới năm nay là Luật chuẩn bị mỗi phần quà cho anh em là mỗi người 1 kg đông trùng hạ thảo đúng không? Nghe nói là tới năm nay là Luật là chuẩn bị mỗi phần quà cho anh em là mỗi người 1 kg đông trùng hạ thảo đúng không? Ừ đúng rồi. Ừ đúng rồi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Ừ là phải có nha. Là anh hỏi luôn hả? Chứ tụi em không có hỏi chuyện đúng không? Ờ. Tinh tế lên Luật ơi, tinh tế lên. À Lan Ngọc, hôm nay riêng cái buổi ngày hôm nay là cho ngày mùng 2 Tết là em có một em lì xì cho mỗi anh em đây mỗi người 1 triệu đúng không? Em lì xì cho mỗi anh em đây mỗi người 1 triệu đúng không? Ừ đúng rồi. Yeah. Hay quá. Chúc Tết chị Ngọc đi. Đó. Rồi tới ai ạ? Em, em. À. Em Ngân kìa. Có ai muốn hỏi Ngân gì không? Đây đây tôi hỏi rồi. Này hỏi này hơi riêng tư có được không vậy? Được năm mới mà. Đúng không? Năm mới mình hỏi gì vui nha anh. Nghe nói là ra duyên em lấy chồng đúng không?
Trời ơi. Ừ đúng rồi. Ừ đúng rồi. Về đây với chồng nè. Về đây với dạ, anh. Dạ tới ai ạ? Cho chị Dạ với lại anh Vinh đi. Dạ. Dạ ưu tiên người lớn. Chị Dạ ơi, tí hồi ngay tại lúc này. Tí hồi ngay tại lúc này. Làm sao vậy? À? Tí hồi ngay tại lúc này là gì? Học ngữ văn hả? Tí hồi ngay tại lúc này. Anh nói về duyên lắm á. Ngay tại lúc này ngày hôm nay chị Dạ bao tụi em ăn trưa và cả ekip của đoàn phim đúng không? Ừ đúng. Sao nghèn như vậy? Sao tự nhiên mắc nghèn? Ủa bữa ăn trưa thôi mà. Sao chương trình mình giống như gà vàng cảnh hay vậy á? Hôm nay đàng hoàng. Ừ đúng rồi đó. Ừ đúng rồi đó. Rồi. Rồi tới tôi hỏi Huy chỉ câu những câu đơn giản thôi. Đúng rồi, hỏi Huy dễ thương hơn nè. Nghe nói là 2010 mùa mới không có em hả? Đúng rồi. Dạ ơi. Trời ơi. Thầy Hiếu đi. Lâm hỏi Hiếu đi. Em muốn hỏi Hiếu. Đang hỏi à. Hay quá. Hỏi cho hay nha. Hiếu ơi. Dạ. Em yêu chị đúng không? Em yêu chị đúng không? Ghê lắm à. Lại có con cầu đó à. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ghê quá. Tự nhiên gà vậy. Em ơi em. Ừ. Nhưng mà trả lời đi chứ. Lâu quá. Trả lời đi chứ. Lâu quá. Hỏi tay quá. Dữ vậy. Dài quá. Dạ. Không có dạ. Cũng hiểu đi. Trả lời đi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Chị á, một hay người hai vậy á, chị gặp ai chị cũng hỏi đó. Vui rồi. Rồi, bây giờ còn quả nữa là dành cho Trương Thế Vinh. Có ai hỏi gì không? Em. Hả? Em. À, cho Lâm. Cho Lâm đi. Em thích anh Vinh lắm. Rồi hỏi anh Vinh đi. Ok. Hỏi gì? Anh Vinh ơi, anh muốn nhường cách 97 trụ mùa sau cho em đúng không? Sao hỏi là bất giác? Sao anh tham vọng vậy? Ừ đúng rồi. Cảm ơn anh Vinh. Tôi tự hỏi. Ủa mẹ. Đem hỏi anh Giang. Hỏi gì? Anh Giang, nghe nói là anh nhiều đất đai lắm phải không anh Giang? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Rồi đúng rồi. Vô chi bao nhiêu năm. Thiệt. Hồi nãy câu thì cho cách chính rồi đổi nhân đi, đừng đổi nhân. Thì đó, thì tôi trả lời rồi đó. Trời ơi, chán ghê, cũng có hỏi đất mà thiệt á. Ví dụ như, anh Giang ơi, ngoài Destiny ra thì sau này đất đai anh dành cho ba đứa em nữa đúng không? Trời ơi. Đúng rồi. Câu hỏi vậy. À, chưa suy nghĩ kìa. Thôi bây giờ vậy, chúng ta bắt đầu khui quà ha. Dạ. Bắt đầu okay. Từ phía Vinh, mời Vinh khui trước nè. Ok. Đúng rồi, em đổ ra. À, đây là... Đây hả mẹ? Một câu chúc. Chúc người bạn hiền sự nghiệp phát triển, thành công liên miên, hạnh phúc an nhiên, túi luôn đầy tiền, tình duyên rực rỡ. Wow. Ok nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chương trình. Nội dung dễ thương mà sao mình chơi sao nó sợ quá. Rồi, câu này hợp với Vinh nè. Ok anh. Tới câu của Dạ nè. Chúc bạn thân mến sự nghiệp tiến lên, gặp nhiều điều hơn, dạng người yêu mến. Nếu còn mình ơn, tình yêu sẽ đến, một năm khó quên, niềm vui tới bên. Wow. Chúc mừng năm mới. Quay mặt lại. Chữ rồi hả? Ở đây. Mừng 2024 phát tài phát lộc, tiền vô sòng sọc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa, mọi sự hiền hòa, làm đâu thắng đó. Wow. Hợp cái hợp nha. Năm mới chúc bạn nhiều sức khỏe, bạc tiền rủng đỉnh thoải mái tiêu, gia đình hạnh phúc, bè bạn quý thanh hạng, vui chơi mọi buổi chiều. Cái câu đó là phải để cho tôi á.
sao em dễ thương. Thanh thản vui chơi. Dạ của em là chúc người bạn hiền một năm an nhiên, sức khỏe vô biên, gặt nhiều bước tiến, áp lực tan biến, muộn phiền biến mau, xung vầy cùng nhau đón mừng năm mới. Quay đi, quay đi. Năm mới Giáp Thìn, chúc bạn giàu to, sức khỏe chẳng lo, buồn bực xếp xó, khó khăn chuyện nhỏ, việc chạy ro ro, điện thoại xịn xò, tặng kèm cho bạn. Nani. Tặng kèm cho bạn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Wow. Ghê. Ê cái màu áo với cái màu điện thoại y chang luôn nè. Hồi nãy anh cháu của em. Hồi nãy anh cháu của em. Ủa? Hồi nãy anh nhớ anh cháu không? Không có em ơi. Hồi nãy anh cầm của em không gì? Không có. Thôi à, anh chia cho em. Ôi anh Huy may mắn quá à. Cái này Huy hên thiệt. Trời ơi. Anh hết là mít xôi hả? Ôi anh hết là thỏi đen. Mọi người ơi, năm nay năm gì ạ? Năm rồng. Tôi đúng là rồi, con rồng. Đúng rồi, tuổi rồng. Wow. Ăn thiệt. Nhưng mà Huy, Huy, Huy. Ôi. Của chồng công vợ vợ nè. Của chồng công vợ vợ nè. Nè hay, hay nhận quá. Ngâm. Đây tất cả đều wow. có hết. Những người còn lại đều wow. được một phong bao lì xì của chương trình. Đây, để từ từ bên đây nè. Wow. Đây, 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 đây. Không cầm đồng luôn, có chỉ tìm cái điện thoại ra. Không cầm đồng. Mùa năm mới này. Mùa năm mới. Trời, năm nay lì xì. Chưa luôn, chưa mở luôn. Không có đâu mở. Có một điện thoại thôi. Đọc câu chúc đây. Lắm. Nhưng mà cái đó vẫn đọc á, để mình phát này trước cho có sức đọc. À, có sức đọc à. Không biết đâu chừng còn củ sạc. Dạ rồi. Đâu Lâm, đọc thử của Lâm đi. Hết điện thoại rồi, khỏi làm phép. Còn hai trái không? Ờ, nhiều khi còn sao không còn. Còn biết đâu. Tin vô đi. Cắt ốp cũng được. Mình tin là nó có à. Cho nét, cho nét nhạc đọc về coi. Nghe dẻ, nghe dè, nghe dè và chúc Tết. Chúc bạn sự nghiệp phất to như diều gặp gió. Không còn nhăn nhó, không có rủi ro. Vô tư mà vô lo, muốn gì được đó. Wow. Là muốn cái điện thoại ạ. Có hai quả nè. Trời ơi. Có nhạc không? Cần nhạc không? Nhạc không? Trời ơi, em muốn cần nhạc gì đâu. À. Vui vẻ gì đâu. Vui vẻ gì đâu. Vui vẻ gì đâu. Vui vẻ gì đâu. Chúc bạn yêu quý hoan hỷ tân niên, sức khỏe vô biên, tiền vào tỷ tỷ. Wow. 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 Tiền ra tỷ. Ủa? Gì vậy? Gì? Tiền ra rỉ rỉ. À rỉ rỉ. Cứ vô tỷ tỷ ra tỷ tỷ quầy giống rồi. Quầy quầy. Làm chi nữa? Như ý mọi điều, công danh như diều, siêu cao rực rỡ. Wow. Siêu cao. Hay. Ê, luôn. Hay luôn. Đó đã luôn. Đây, của tôi nè. Chúc Tết baby một năm như ý, ăn uống fancy, không lo lên ký, sự nghiệp hết ý, túi đầy tiền tỷ, quăng miếng không trì, ai cũng hi hi. Vậy được rồi. Quăng miếng mắc cười là được. Quăng miếng mắc cười là được rồi. Cái câu chúc mà quăng miếng không trì phải đưa cho Thúy Ngân mới đúng. Wow. Thì thưa quý vị, là chương trình của chúng tôi cũng có những quà tặng vô cùng ý nghĩa nữa dành cho quý vị khán giả xem đài. Bằng cách quý vị hãy tham gia vào fanpage của chương trình, hãy comment vào đó, chúng tôi sẽ có những con số ngẫu nhiên và các bạn chọn thì chúng tôi sẽ gửi tặng, cũng sẽ là những phong bao lì xì và điện thoại y chang như vậy. Wow, wow. Trời ơi, wow, nay xịn quá à. Nay xịn dữ vậy trời. Phát tài phát lộc. Thưa quý vị, những chiếc điện thoại này là những chiếc điện thoại chính hãng chúng tôi được hỗ trợ từ Minh Tuấn Mobile, rất là đúng chất lượng. Thì bây giờ lại một lần nữa chúng ta nói về câu chuyện chia đội. Mọi người có đồng ý rằng là đòi 2 ngày 1 đêm và đòi 7 đường cây xuân, mọi người một bên không? Dạ đồng ý. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái chủ đề giống như 7 đường cây xuân hay là 2 ngày 1 đêm. Tham gia chương trình này, chúng ta đều có chủ đề ở mỗi tập phát sóng để tạo nên những sự thú vị cho khán giả xem đài. Thì hôm nay chúng ta có một chủ đề, đó là cuộc chiến bông mai vàng mùa xuân. Mùa xuân miền Nam là có hoa mai vàng. Đội nào có nhiều bông mai vàng ở thành tích cá nhân thì có một phần quà bằng hiện kim vô cùng lớn ở cuối chương trình. Wow. Vậy thì
Vậy thì ban đầu em nhận chương trình với một cái niềm tin là chơi vui vẻ xuân về, nhưng mà chương trình đã đưa em vô thế này rồi thì em xin mạn phép xuống xác hơn thua hơn thua sợ quá. Đây là một cái gọi là tích lũy mai vàng, cái bóp đầm. Chúng ta có những bông mai vàng ở trong đây và mỗi người sẽ được cấp 5 bông mai vàng đầu tiên để chúng ta gọi là sử dụng trong suốt chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra một trong 9 anh em mình, một hội trưởng hội mai vàng. Hội trưởng đó sẽ có nhiều ưu đãi. Ưu đãi thứ nhất là nếu trong trò chơi đó hội trưởng vô tình thua thì cái phần thua đó sẽ đẩy sang một người khác. Ưu đãi thứ hai là trong cái phần thắng của hội trưởng đó thì hội trưởng đó sẽ được nhân đôi giải thưởng ở mỗi trò chơi. Và mỗi trò chơi chúng ta hiện nay có tất cả là 6 trò chơi. Sau 3 trò chơi chúng ta sẽ bầu lại hội trưởng một lần nữa, và quyền của hội trưởng sẽ dùng ở mỗi trò chơi. Và dĩ nhiên trò chơi đã dùng quyền rồi thì không được dùng quyền này lại một lần nữa. Mai vàng của mình, mỗi mai vàng là một lá phiếu. Mình có thể lấy 5 cái mai vàng của mình để lấy 5 lá phiếu bầu chọn cho chính mình cũng được. Chúng ta sau khi bầu chọn hội trưởng bỏ tất cả lá phiếu vào đây và chúng ta sẽ lựa chọn một phiếu duy nhất. Duy nhất một phiếu, tên ai trong phiếu đó, người đó chính là hội trưởng. Thì dĩ nhiên là xác suất là ai có cái tên nhiều trong nhiều phiếu thì khả năng cao. Thôi bốn cái cho bốn anh em mình đi, hên xui. Nếu vậy thì mình đãi mỗi người một tên. Một là bên này, hai bên đó thôi. Đúng không? Hên xui, bốn cái bốn anh em mình nha. Mình anh đi. Thôi, bốn cái tên thôi. Bốn anh em mình thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, bốn người. Rồi, vừa quậy nè. Rồi, chuẩn bị hậu trưởng xuất hiện người đó là ai nè, mà xuất lực bóc nè. Ủa? Để tôi bóc cho. Ok. Bảo Lâm đồng ý chia ba. Bảo Lâm đồng ý chia ba. Kiểm tra. Mai ơi. Bảo Lâm đàng hoàng thôi, chẳng có gì cả ngoài Bảo Lâm. Wow. Như vậy hội trưởng hội bông mai năm nay là Lê Dương Bảo Lâm. Đau liệt chứ. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình chúng ta đến với nữ ca sĩ Võ Hạ Trang. Xuân trước hiên nhà, vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân
hoa rất thơm. Này là giọt sương chịu nặng hạt ngọc trên lá cỏ, chân bơm tầm xuân trước hiên nhà. Vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em đã mang một mối tình. Oh oh, biết em thế nên có hoa thật là dễ. Võ Hà Trâm. Cảm ơn mọi người. Xin chào Võ Hà Trâm thân mến. Lâu quá mà gặp Giang, Giang khỏe không? Rất là lâu luôn á. Dạ. Thưa quý vị thân mến, Võ Hà Trâm xuất hiện trong chương trình ở mùa đầu tiên. Ngày hôm nay cô ấy trở lại mùa thứ bảy với vai trò là ca sĩ khách mời đặc biệt. Ngày hôm nay thưa quý vị là ngày mùng 2 Tết. Cảm ơn thời gian quý báu của Võ Hà Trâm dành cho chương trình. Cảm ơn mọi người. Mùa thứ bảy mình trở lại với vai trò ca sĩ khách mời với một bộ đồ rất là đẹp. Dạ. Rất là đẹp. Thì chắc là cũng có liên quan tới gia đình của chồng đúng không? Dạ, đúng. Bộ đồ này nhìn là thấy biết rồi. Thế bây giờ hỏi Trâm nè, hôm nay là ngày 2 Tết thì chắc là đã từng ăn Tết ở gia đình chồng rồi. Tết truyền thống của Ấn Độ và Việt Nam mình nó có cái điểm nào nó giống nhau không? Nó có những cái khác nhau và những cái giống nhau. Ví dụ như những cái khác nhau là ở Tết Ấn người ta gọi là Diwali. Người ta coi đó là một cái lễ hội lớn nhất của nước Ấn. Và nó sẽ diễn ra tầm cuối tháng 10 hoặc là tháng 11 tùy theo người ta canh theo mặt trời. À, tức là không có ngày cố định. Dạ, không có phải là chính xác cái ngày đó sẽ là Tết. Người ta canh theo mặt trời. Và ở bên nước Ấn á, họ chơi Tết mà họ chủ yếu cái ngày đó họ sẽ bắn pháo bông. Và họ tất cả các nhà đều treo những cái dây đèn sáng xung quanh nhà. Bởi vì người ta có cái tin tưởng là cái vị thần khi mà quay trở về trái đất á, khi mà thấy nhà nào được thắp sáng thì sẽ được ban phước lành. Và có một cái điểm chung mà em thấy là bên Ấn và bên Việt Nam đều có, đó là lucky money. Là đều lì xì tiền. Dạ. Còn một điểm chung nữa, đó là ngày đoàn viên đúng không? Chắc dạ, chắn là gia đình chắn, sẽ sum họp lại với nhau. Chắc chắn, dạ. Đó là cái điều hầu như là năm mới nào ở quốc gia nào cũng vậy. Dạ. Gia đình sẽ đoàn viên lại cùng nhau quay quần, cùng nhau đón năm mới và cầu chúc sức khỏe một năm mới bình an. Dạ. Thưa quý vị thân mến, chúng tôi dành nhiều lời chúc tốt đẹp tới quý vị và tới Võ Hà Trâm. Thì hy vọng là gia đình mình cũng sẽ luôn giữ được cái nếp của ông bà mình để lại, là quay quần cùng nhau thắp sáng ánh đèn để cho những vị thần ban phát sức khỏe và bình an. Võ Hà Trâm xin kính chúc cho tất cả quý khán giả thương trong dịp năm mới sẽ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và mọi điều hạnh phúc sẽ đến với mọi người. Cảm ơn Võ Hà Trâm rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với chương trình 7 nụ cười xuân. Và sau đây là những nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong những cái trò chơi mà mang lại nhiều tiếng cười trong ngày đầu năm mới. Xin mời vỗ tay thật nồng nhé.
nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Hey, 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 hey. Trò chơi này cần đầu tiên là sự may mắn. Ha, em không có. Thứ hai và cần nhất đó là sức mạnh. Wow, wow. Trời ơi. Ủa sao bên kia gì cũng có hết rồi anh? Uba, 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 uba. Masubilami. Trời ơi, cái người mạnh nhất bên tôi bữa nay Sikawe rồi. Đâu anh? Đây. Trời. Ý, ký ức ùa về em nhớ không? Hay quá. Yếu quá. Em nhớ những cú đánh gối ấy. Trời ơi. Tát em ra khỏi thế giới không? Và những cú móc hèm chí mạng. Thua rồi. Ngày hôm nay Vinh là thua rồi. Thì chúng ta sẽ có những cây kiếm để đâm vào đây là hải tặc. Chúng ta chỉ có hai con số thôi, là số 6 và số 8, là Lộc và Phát. À, năm mới phải Lộc Phát chứ. Ta cắm vào thì khi chúng ta cầm số 8 thì chúng ta là tôi. Cây kiếm số 8 đâm vào cạch thì lập tức sẽ có 8 viên kẹo chạy vào và tích lũy dần lên. Đến khi nào hải tặc bị một cây kiếm số nào đó không cần biết bay lên trời thì lập tức tất cả sẽ rớt xuống đất. Nhiệm vụ của mình là ai mạnh thì lấy càng nhiều càng tốt. Trời ơi. Kẹo anh. Vâng. Wow. Và sau đó chúng tôi sẽ quy đổi kẹo thành bông mai vàng. Tích lũy càng nhiều bông mai thì cuối chương trình càng nhiều giải thưởng. Wow. Trời ơi, mất khốn rồi các bạn. Bạn ơi. Cái gì? Cho mỗi một lần như vậy là chúng tôi hay bàn thì ba bạn nữ bàn tôi toàn là nghe nói là trời ơi, Lâm nó quýnh mình chết. Không được đâu, Lâm khỏe lắm. Lâm là cái gì đó ghê gớm lắm. Dạ đúng rồi. Lê Dư Bảo Lâm là đội trưởng đội bóng mai, là hội trưởng hội bóng mai. Dạ đúng. Thì xin hỏi trò chơi này dùng quyền nào? Và quyền đó nếu được dùng thì sẽ chọn ai thay vào vị trí nếu mình thua? Nếu như em thua, trò này em nghĩ em sẽ không thua. Rồi vậy là wow, dùng quyền kia. Quyền kia là quyền nhân đôi giá trị mình nhận được ở trò chơi này. Dạ. Yeah. Chọn cái này. Nhận đi, anh nhận mới đi. Mới trò đầu mà mình thử sức bên kia trước đi. Đúng. Tụi em sẽ thử sức, tụi em sẽ coi như thế nào. Yeah. Không dùng quyền hội trưởng. Không dùng gì cả. Không dùng gì cả. Dạ. Yeah. Để cho những game sau. Đúng, chỉ dùng năng lực. Với lại game này ngay ngàm rồi. Ngay ngàm vô họng rồi. Viên kẹo rất xuống chụp cái thứ nào vô. Bậy vô là vô bụng hết. Tự nhiên sẽ không mất hết rồi. Tôi là tôi không lo, tại vì tôi biết Lâm nó nhường tôi. Đúng. Anh Lực là ấy của em. Anh Lâm. Anh Lâm. Gì Ngọc? Anh Lâm chơi có gì á? Nghẹt tay thôi. Anh ơi, sao chương trình cho bé nó bị chơi cúng hồng bị gì? Bé sắp tham gia chương trình bên sở thú nên là nên là đang dịu dàng vậy. Dạ. Cú cưng cú cưng. Anh chị dạ chị dạ. Lâm ơi, trời ơi, đẩy qua đánh em chết em luôn. Lâm chơi nhẹ tay thôi. Không đi không trở về. Đó. Dạ, ơi. Dạ thì à. Sao dạ? Wow. Bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Rồi, thay cách, thay người, thay cách, thay cách. Rồi, vô luôn. Thấy không, thấy không? Hai nhan sắc, một bên là chỉ cần nhìn là đắm đuối, còn một bên là... Rồi, chơi đi. Chơi đi. Rồi đi. Ai vậy hiểu? Ai chọn số 1 là Lan Ngọc. Số 8, cây kiếm số 8. Cây kiếm số 8 nghĩa là 8 viên kẹo. Rồi, Trường Giang, 6 viên kẹo. Wow. À rồi, tập trung nha, tập trung nha. Anh Giang cấm đi kìa, anh Giang cấm kìa. Wow. Em số 3. 6 viên kẹo. Rồi, cắm vô. Rồi, số 4 là 8 viên kẹo, 8 viên kẹo. Ủa, sát vô, sát vô, lượt, sát vô, sát vô. Rồi, tôi nghĩ cái này nó tưng quá vậy mọi người ơi, tôi nghĩ cái này nó tưng nha. Hiểu. Em đâu, em số 8 mà. Số 5 là ai? 5 nha vậy? Em quên số 7 hả? Số 5 rồi, số 5 rồi. Trời ơi, gãy chạy ra cái khung ra đi. Trời ơi. Chưa đâu.
8 viên kẹo. 8 viên kẹo. Lê Dũng làm 8 viên kẹo. Tiếp theo là đúng hả? Mọi người ơi, tới ai, tới ai? Mình Tết rồi mình vui vẻ, mình đẹp đẽ được không? Mọi người cứ như vậy hoài. Tới ai? Số 6 em. Em hai đứa mình đu lên em. Trời, chưa, chưa. Rồi, tới ai, tới ai? Số 7, số 7. Số 7 chưa? Vị trí thứ 7. Rồi, rồi, để em, em chùm bằng Lâm lại nha. Chuẩn bị chụp đi nha. Em, đây, đây, đây. Anh ơi, anh vô. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi, nó không có lên đâu. Số 8. Đây. À, chưa, chưa. Tiếp theo. Số 9 là quý. Em 9, 8 trước, 8 trước. Chọn đi, chọn đi. 8 viên kẹo, 8 viên kẹo. Wow. Qua luôn, qua luôn. Số 9 kìa. Anh Huy, anh Huy, anh Huy. Tới tôi. Người cuối cùng của lượt đầu tiên. Ủa, hồi nãy là số mấy vậy anh? Là Nguyễn Huy. Hãy chọn đi, bao nhiêu viên kẹo? Em chơi lớn, 8 viên. 8 viên kẹo. Chưa. Canh quá, đội này canh quá. 1, 2, 3. Hey. Giỡn thôi, giỡn thôi, giỡn thôi. Anh giỡn thôi, anh giỡn thôi mọi người. Không ra, không ra, không ra, không ra, không ra. Như vậy là sau lượt đầu tiên là chúng ta có rất nhiều viên kẹo nè. Cũng gần 100 viên kẹo đó. Rồi, cắm đi. Wow. Ủa, chưa, 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 chưa. Sáng chưa? Chưa luôn. Rồi, bây giờ đã hất ra đó, đúng rồi. Vinh này, Vinh này đó, chơi nè. Có hả? Anh Vinh đi, anh Vinh đi. Cái bài đó. Đi, đó kìa. Không có, không có. Rồi, 8 viên của em á. Là lần đó hoài. 8 viên kẹo, Vinh 8 viên kẹo. Hey, 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 hey. Chưa, chưa. Phải nồng không, phải nồng không? Chưa luôn. Tới em, tới em, tới em. Cho chị mấy viên kẹo. Ây da. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm đếm ha. Mỗi viên kẹo tượng trưng cho một hoa mai vàng. 3 nè, 4 nè, 5 nè. Bảy, tám, chín. 29 viên à. 29. Như vậy là sau trò chơi đầu tiên thì cái người nhiều bông mai nhất đó chính là Lan Ngọc. Không biết giấu chỗ nào mà hay thiệt. Anh Huy hỗ trợ em á, nhờ anh Huy em mới có thêm nhiều cục kẹo. Cảm ơn anh Huy đội bạn. Mình chơi sạch mà. À, nam là Huy nhiều nhất. Trời ơi. Nữ là Ngọc nhiều nhất. Quá khủng khiếp. Như vậy là lượt vừa rồi là cũng giữ ha. Giữ. À. Giữ chứ. Mà mệt quá, thấy ảo đảo quá. Lê Dương Bảo Lâm dặm tay tôi. Sao vậy? Tôi tính thấy cục kẹo tôi tính lấy cái Lê Dương Bảo Lâm này nè. Tôi là tôi không lo. Tại vì tôi biết Lâm nó nhường tôi. Đúng, anh Lực là ấy của em. Ây da rồi. Ây da rồi. Ây da. Không sao đâu, còn thua tiểu này tới bài kèo khác. Ăn kẹo nhiều cũng không nên đâu, đường quá. Bây giờ chúng ta đến với trò chơi thứ hai của bảy nụ cười sơ.
Yeah, yeah, hey. Yeah, yeah. Hey, hey, hey. Cool 100% sữa tươi ngon ơi là ngon mẹ ơi. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với 7 nụ cười hey. Thưa quý vị, đây là trò chơi thứ hai có tên gọi là bingo bùng vị. Wow, wow, yeah, bùng bùng bùng. Hương vị. Wow, wow, yeah, bùng bùng bùng. Hương vị. Cái này là bingo bệnh hoạn. Bây giờ xin hỏi trước khi trò chơi thứ hai và tiếp sau đây là trò chơi thứ ba thì xin hỏi Lâm, ở trò chơi này có dùng cái quyền hội trưởng hội bóng bay không? Dạ, dùng chứ. Ban đầu thì em thấy cái trò chơi kia là tưởng dùng lực để em có thử như thế nào, thì em thấy vô thì có sự lươn lẹo quá là nhiều. Rồi. Cũng như là sự tráo trở. Rồi. Cho nên trò này em quyết định là dùng hội trưởng. Hội trưởng. Hội bóng bay. Rồi. Chúng tôi công nhận Lâm sẽ dùng ở trò chơi này. Xin nhắc dùng lại. Quyền gì? Dùng đúng rồi, dùng quyền gì? Dùng lại. Em dùng quyền mà cái gì mà thua mà người kia thua. Từ bỏ trò chơi. Ê, điên cục. Là nhượng quyền. Là nhượng quyền. Nhượng quyền. Nhượng quyền. Là khi thua thì lập tức đẩy cho đối phương. Dạ đúng rồi. Bất kỳ người nào tôi muốn. Đúng. Nói luôn bây giờ không? Dạ muốn. Đúng. Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc. Một người thôi. Một quyền thôi, nhưng mà lỡ mà lát em thắng thì đâu có động dùng quyền này. Vậy em cố tình em thua chứ? Cố tình em thua chứ. Lâm. À, cố tình thua để cho lấy của Lan Ngọc. Đúng rồi. Dạy dột vậy. Ủa sao không lấy của Vinh? Dạy dột vậy. Vinh cao nhất. Không. Em không. Nói một lần thôi. Nói một lần thôi. Nói một lần thôi. À, vậy là Lâm mặc định là ở lượt này Lan Ngọc thua. Một lời nói rồi là không nói hai lời nữa. Em nói hai lời, em nói 75 lời luôn. 75 lời luôn. Bây giờ chúng tôi xin công bố luật chơi của chương trình, xin mời. Wow. Hai đội của mỗi thành viên sẽ ngồi bàn ăn. Và hai thành viên của hai đội còn lại ở bên bàn bingo. Bên kia sẽ có một cuốn menu về thực đơn dùng với tương ớt chinsu. Khi mình dùng món nào mình sẽ tích vào món đó. Bên đây là đồng đội của mình. Lấy. Sẽ lấy cái món mà đội mình đã chọn bên kia. Đúng. Cứ như thế như thế. Chỉ cần hàng ngang có 4 món thẳng hàng và hàng dọc. Thẳng hàng, ngang hay dọc đều được. Chỉ cần như vậy, đội đã giành chiến thắng. Oh yeah, hiểu rồi. Giống như là chơi caro thôi. Đúng rồi, và chúng ta chỉ chơi một lần duy nhất. Dĩ nhiên, hai bên sẽ không thấy và không thể nhắc nhau. Tụi tôi có quyền cháo đồ ăn đúng không? Cháo trước khi chơi. Đúng rồi. Rồi, xin hỏi đội hai ngày một đêm, ai sẽ ngồi ăn và ai sẽ là người phục vụ? Nếu nói vàng. Một cái quy. Em ăn được. Dạ. Em ăn hả? Em ăn cho. Rồi, rồi. Rồi. Quy với Lam ăn và Trường Giang với Hiếu sẽ phục vụ. Rồi, xin hỏi đội mình ai sẽ lừng ăn? Đó, ngồi sẵn rồi kìa. Ngồi sẵn nè. Rồi. Vô bàn liền anh. Mời vào vị trí. Bây giờ nhắc lại nha, đội thắng thì mỗi thành viên được cộng 5 bông mai. Đội thua thì tất cả các thành viên trong đội bị trừ 5 bông mai. Bây giờ, Lê Huỳnh Thúy Ngân bắt đầu. Thúy Ngân gọi đội đầu tiên đi. Rồi, em xin được gọi món cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên Dương Châu. Dạ có liền. Có liền chơi. Đẹp lên. Dạ anh ơi. Ủa em sao mới vô? Ủa? Ăn đi, cơm đi. Chiên Dương Châu. Tôi đánh giá một sao anh. Xin mời anh. Ủa sao phục vụ, sao phục vụ mà không có niềm nở gì hết vậy? Cây 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 chút mới ngon nha, thịt cái này vô nè. Anh xịt miếng tương ớt không anh? Sao tôi nghĩ khó quá, khó nha. Sao tự nhiên nhạc ấy quá vậy? Trời ơi, bên kia có phục vụ luôn hả? Ủa sao ăn bằng nhạc sexy vậy? Cảm ơn em nha. Thịt xiên nướng. Cái gì? Thịt xiên nướng. Thịt xiên nướng. Anh đây. Dạ. Thịt xiên anh đây. Anh đây. Dạ. Thịt xiên anh đây. Anh vô lộn khu rồi. Ủa. Wow. Dạ anh. Ủa. Anh cho miếng tương ớt vô cho nó ngon. Hoài vậy thôi. Tiếp trước hả? Sao khu mình nó nhà giàu quá vậy? Em xin một bông mai thôi. Trời ơi hào phóng. Ủa. Thôi chơi luôn. Thôi anh hào phóng quá. Ủa, anh ơi. Tiếp đó.
leo, người ta con trai người ta được bo, hai đứa gái đẹp không được bo. Anh Vinh bo hả anh Vinh? Chút một hồi không còn cái bông mai nào. Sao của tôi chất quốc rồi ta, nó không vô vậy trơn vậy? Tôi cũng vậy nè. Wow, trời ơi, của Hiếu là ghê vậy? Của Hiếu là khả năng cao lắm nha. Em ok á, em đang ok á. Em nghĩ nếu mà Hiếu ok, cơm chiên thịt sẽ là salad, salad cà chua. Quý kèm quán ghê á. Salad cà chua. Salad cà chua. Anh ơi, em năn nỉ anh, em lại. Đây bỏ hồng nhà em. Đó. Bông hồng gai không mà cũng đưa cho tôi nữa. Ăn đi. Ủa sao bộ tụi em ăn mà thấy mấy hai cái miệng bên đây cũng nhép nhép vậy? Mọi người chấm nhiệt tình nha. Dạ, hôm nay nhà hàng em có hai loại, một là loại bình thường, hai là loại 2kg. Dạ. Ai thèm đồ ăn rồi nè, đó. Ký 2kg nha. 2kg đi. 2kg là bạn ăn hết 2kg đó là lộc. Dữ vậy anh. Ừ. Đó, gia đình bảy nụ mà vui vẻ vui vẻ. Miễn luôn. Trời ơi. Trời ơi. Lỗi tai tôi lỗi anh. Nghe nhà bên coi thôi. Đó, Tết rồi gia đình mình đông đông đó, ha, mua chai 2kg về xài. Ủa, rồi không ai buôn bán gì nữa hả? Cho tôi sashimi hiếp thứ hai đi ạ. Sashimi hiếp thứ hai đi ạ. Ủa làm gì có sashimi? Sashimi đâu. Trời ơi. Thôi làm dụng sao hả? Trời ơi, Lâm gọi món đi kìa. Từ. Mình suy nghĩ Hiếu đang gần trúng rồi đó. Hiếu đang gần trúng đúng không? Đúng rồi, nếu mà Hiếu ăn món gì? Hiếu sang món gì? À, Hiếu sang món gì hả? Đúng rồi anh, đoán đi anh. Chị Hiếu. Nó ít ăn lắm. Hiếu thì quá dễ luôn á. Hiếu ăn bánh giò. Hiếu thì sẽ hủ tiếu. Ok em. Lâm Hiếu ơi. Hủ tiếu hả? Biết không? Biết... Sao anh? Tôi nghĩ là với nó mà Hiếu là nó sang cái món mà nó quen thuộc như súp cá viên hoặc là trời anh dắt mấy đứa đi ăn hoài mới ăn với Hiểu chứ mấy đứa đó. Ok mon sao gì ạ? Mi sao giòn ạ? Mi sao giòn. Chán quá em trai ơi. Em chém rồi. Mi sao giòn ạ? Mi sao giòn. Mời chị. Cảm ơn em. Ủa sao trống trơn vậy? Ủa mòn sao gì mà nó có vậy thôi, mì xào giòn chứ nó đâu có mì xào thịt bò. Đúng, có mì xào giòn, không có tôm mực gì hết trơn vậy. Em gọi món mì xào giòn phải là mì xào giông mà không thấy đâu hết trơn. Lâu quá thì lỡ tay bóc nhẹ. Rồi quay trở lại là Thúy Ngân đúng không? Vâng, em xin được gọi món mực nướng. Trời ơi, đã liền, trời ơi. Trời ơi, đã liền, trời ơi. Mực nướng nè con, ăn mực nướng đi. Ngon á. Rồi. Em xin chọn món món bánh giò. Wow. Bingo, bingo. Bánh giò. Wow. Bingo bị hút anh em ơi. Đúng rồi, lo ăn không dính bẫy rồi. Dính bẫy ai nói nãy thì nãy mình kêu là trời chơi ơi, trời đi với tôi bao nhiêu ngày tháng Hiếu mà có bao giờ ăn mì xào giòn đâu. Hiếu là chỉ có gà có thịt rồi thôi. Đúng rồi anh, hồi nãy nãy gì Hiếu hủ tiếu là ok rồi đó. Trời ơi, trời ơi. Thì ra là anh nói nó chơi mu mẹo bên này lo ôm không. Em đó rồi, mỗi anh em mình mỗi người bị trừ hết
năm bông mai. Chơi mà nó chơi bán mạng được có mấy cái mà giờ trừ 5 cái vậy? Trời, ít nhất anh còn được ăn, nãy giờ em có được ăn đâu mà em bị trừ. Mà em được ngồi lên đùi của Lâm rồi. Nhưng mà Lâm đâu có bị trừ đâu. À, Ngọc bị anh trừ. Thua mà. Đúng rồi. À, như vậy là cái phần thua của Lâm sẽ chuyển qua cho Lan Ngọc. Lâm không bị trừ, người bị trừ năm bông mai đó là Ninh Dương Lan Ngọc. Đó, nói chung là anh em mỗi người bị trừ 5. À, Lan Ngọc bị 5, còn mấy anh em còn lại trừ Lâm ra, mỗi người được cộng thêm 5 bông mai. Em tội tình gì? Gì? Em tội tình gì? Mày biết. Ra, hồi nãy giờ là những trò chơi thôi. Đúng rồi. Đây là họ chơi với tư cách là khách họ đến nhà họ vui thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì tính thần mình là thử ra đây coi hả, thử thi nhau mà hả? Thụi thụi coi ai thắng. Thử chơi móc giật thử coi ai thắng đúng không? Cái gì móc giật là gì? Rồi mà. Rồi lát nữa mình sẽ chơi trò chơi với âm nhạc về Xuân. Rồi lát nữa mình sẽ chơi trò chơi với âm nhạc về Xuân. Hả? Cái gì? Âm nhạc. Không hiểu anh Giang nói gì hết. Âm nhạc vệ sinh. Trò chơi cái gì? À, lát mình chơi trò chơi âm nhạc chủ đề mùa xuân. Đúng rồi. Anh ơi, âm nhạc đội em yếu hết 2 thành viên rồi. 3 thành viên luôn. Sao yếu? Trời, luật dữ lắm á. Ở đây người ta đang làm cuộc thi âm nhạc. Còn chỉ có một mình em yếu thôi. Có một mình em yếu thôi. Bên kia cũng không có mạnh đâu. Trời ơi. Bên kia mạnh người ta ca sĩ đâu không? Có đâu. Trời, dẫn quay. Mùa xuân con chim hót trên trời, rằng em xuân nay lớn thêm rồi. Con bước xuân, con bước xuân, con bước tha tình. Vô. Thực ra khán giả không cười không đau, nhưng mà cái dòng mà khán giả mà cứ vô, trò cái đó đau lắm. Thưa quý vị, bây giờ là vòng tiếp theo của Bảy Nụ Cười Xuân. Về quê thôi ở nơi ấy đợi tôi,
Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với Bảy Nụ Cười Show. Hey. 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 Thì bây giờ chúng ta có một trò chơi như sau, mời vào ghế ngồi. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ chúng tôi xin hỏi Lê Diệu Vũ Lâm, đây là vòng thứ 3. Sau vòng này chúng ta sẽ bắt đầu bầu lại hội trưởng hội bóng mai. Dạ. Lâm còn một quyền nữa là quyền nhân đôi phần thưởng của mình ở trò chơi này. Chọn không? Em chọn. Không, anh để vòng sau đi anh Lâm. Gì? Để vòng sau chọn. Cù lôi nè. Cù lôi nè. Vòng sau anh bị loại rồi. Chúng ta nhớ luật chơi là cái ghế không được vượt qua vạch đen vàng của chúng tôi. Dạ. Trường Giang sẽ là người bắt đầu. Đầu tiên bằng việc đứng ngay micro và cái câu kêu của chương trình, cái câu bắt buộc ai cũng phải nói là ai là người có, ví dụ ai là người có đồng hồ, ai là người có, thì dĩ nhiên người đầu tiên nói câu đó thì phải là có đầu tiên và chạy về vị trí bánh tét lấy một cái bánh tét mà thôi, thì những người bên dưới chúng tôi cũng chạy tới đây lấy bánh tét. Ai nhanh tay lấy xong bánh tét về ghế đó ngồi. Những người không có điểm chung thì không cần di chuyển và không mất về điểm số. Yeah. Những người có điểm chung không hoàn thành bị trừ 2 điểm, không chơi khi mình đủ điều kiện vẫn bị trừ 2 điểm. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ cái câu kêu khán giả truyền hình xem là hiểu liền, chứ không người ta ủa cái nhỏ nó có không hiểu liền vậy, phải hiểu liền. Sau đây là trò chơi ai là người có. Ai? 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 Anh hỏi ai? 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 Yeah. Ngồi xuống. Ngồi xuống cái gì vậy? Đi Trung Quốc. Đi Trung Quốc. Ai là người có xe hơi? Dịch ngốc thôi. Trời ơi. Tao không có bắt chửi. Thôi thôi quá. Rồi rồi tôi công bố. Anh đi vậy? Đây tôi thành công. Anh về không kịp thì đưa đồng đi. Ủa sao không về? Quên mất cái vụ đó. Thằng bé nó cờ thiệt luôn á trời. Tự nhiên cái anh đi đâu quá. Không bị thùi cái đau quá, táo quả luôn. Mình làm thì mình khai chứ đừng có giấu. Bé còn kéo thắng tài chứ. Không, anh nói vậy là không công bằng với em. Em không hề lại gần anh luôn. Em thấy cái này ở dưới đất em chụp nó thôi. Ủa em gì mà em lực gì mà. Không phải em. Mà tôi kêu một cái câu là ai cũng lên thấy không. Ai là người có chơi thì các bạn đây. Ai có chơi để mà di chuyển đi làm việc. Như vậy ở đây tất cả đều được cộng 2 điểm. Chú Thí Minh bị trừ 2 điểm. Wow. Tôi thấy Lan Ngọc chơi là ghê đó ha. Đâu nhúng nhích đâu. Xong cái ngồi im nè. Im xong cái hả. Tại vì dành ông lại. Xong cái thấy Vinh lên. Anh người ta cáo chụp dạy về chỗ ngồi luôn. Để không kịp thì đưa đâu. Thiệt bé thông minh đó. Ghê quá. Cái này không phải là thông minh. Cái này là cái thói giật dọc từ xưa rồi. Rồi. Ngon nha. Cái này mà anh có luôn. Anh có chứ. Anh có chứ. Ai là người có? Có gì? Bông hoa màu hồng. Anh Giang có mà. Anh có. Có đâu? Anh bông hoa màu vàng mà. Bông hoa màu hồng. Anh chạy đi. Này là phải màu hồng. Màu hồng. Cái này màu hồng á hả? Màu hồng. Đúng rồi anh, tụi em quy định nó là màu hồng là nó màu hồng anh. Vậy tôi bị trừ 2 điểm hả? Dương Lâm nữa. Đâu có mắc gì trừ em. Anh mừng em vượt qua một mạch. Tại sao em chạy lên? Cái luật đâu có nói như vậy. Đó, anh chạy lên sai là anh bị trừ
giờ? Sao mà mắt gì em chạy lên? Gì? Mắt tự gì em mắt chạy mắt lên? Vàng, mắt gì chạy lên? Để thông báo cho này, Lâm là người có không có màu hồng, nhưng mà tham gia vào trò chơi thì tham gia vào trò chơi nhưng không mang về được ghế và bánh tét là coi như là thua, là bị trừ 2. Hiểu thứ hai cộng 2 điểm, Nguyễn Huy cộng 2 điểm, Lê Dương Vũ Lâm trừ 2 điểm, Lâm Vĩ Dạ cộng 2 điểm, Chu Thế Vinh cộng 2 điểm, Trường Giang trừ 2 điểm. Lâm đi. Rồi Lâm đi. Câu nêu ai là người có? Ai là người có? Có gì? Có ai là người có gì? Ai đã từng? Ai là người có? Em ơi, hiểu trò chơi không? Câu kia là ai là người có? Mày ví dụ em không có là sao? Thì em có là em không không ta chơi. Em phải có mới có lợi. Này, em vô này, rồi. Ai là người có răng sứ? Ok rồi, em hiểu rồi. Ok. Ai đã từng Làm ơi, nêu dùm cái câu cho đúng đi, câu cho đúng đi. Câu cho đúng đi. Ok. Ai là người có thai? Là người có thai. Ủa, có em, nhưng mà anh có thai không? Không. Anh không có thai, ai cho anh nói? Anh không có mà. Lê Dương Bảo Lâm trừ 2 điểm. Ủa? Đúng rồi. Đúng rồi. Nè, em đây hỏi mày. Em phải cho. Không phải. Em phải cho đầu tiên á. Em nêu ra một cái câu nêu, sau đó em không thể tham gia, đâu có thành công. Đúng rồi. Em có thầy, em đang có thầy. Lê Dương Bảo Lâm trừ 2 điểm. Rồi xuống, bác sĩ khám em đi, em đang có mà. Đúng. Dạ lên. Người có tiền chạy lên hết. Ai là người có con trai? Dài quá, dài quá, dài 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 quá, dài 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 quá, dài dài dài. Đã yếu rồi, đã yếu rồi. Nữ nhi một mình đấu với bốn người đàn ông làm sao mà lại phải kiếm cái gì nữ nhi vô, mà tôi quên là vợ mấy ông đẻ cho nên là mấy ông rất khỏe, còn tôi là người đẻ hai đứa con trai mà tôi đi đấu với mấy ông đang chạy là dại khờ. Dại khờ. Tiến lượt lên đây. Ở lượt này Trường Giang được cộng 2 điểm, Lê Dương Lâm được cộng 2 điểm, Tiến Luật được cộng 2 điểm, Lâm Vĩ Dạ bị trừ 2 điểm. Ai từng hối đầu á. Đó là mình anh bị luôn á. À, không hay chạy lên. Có. Có. Chỉ có hai người bị. Không, phải trực quan nha. Phải trực quan, thấy được nha. Ok, anh hiểu rồi. Anh thương tụi em lắm. Ai là người có bông tai? Xin lỗi em, xin lỗi. Mệt quá. Ok, anh hiểu rồi. Anh thương tụi em lắm. Anh thương tụi em lắm. Đồng đội mình mà hại mình sao? Vậy là Tiến Luật được cộng 2 điểm, Hiếu thứ hai được cộng 2 điểm. Đâu, ông Tài đâu? Đây anh nè. Có, làm đôi luôn. Một đôi. Lê Dương Vũ Lâm cộng 2 điểm, nhỏ em gái tôi trừ 2 điểm, Lan Ngọc. Tết viên em. Ai là người có? Có gì? Có giày múa màu trắng. Khoan, cái gì?
Ủa, em thổi cái gì vậy? Em thổi cái gì vậy? Thổi không nghe. Ai là người có rái rái? Em nói cái gì? Ai là người có giày múa màu trắng? Ừ, ở đây có Bình Trường Giang là không mang giày múa nè. Đúng rồi. Không, đúng rồi, giày múa màu trắng, nhưng mà anh không mang giày múa màu trắng. Em là giày hở mở màu trắng. Rõ ràng, em không múa được. Như vậy là ở lượt này, Ngô Kiến Quy bị trừ 2 điểm. Trường Giang không xuất hiện, không có điểm nào. Tất cả còn lại, mỗi người cộng 2 điểm. Ghê nè. Ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi. Mời Ngô Kiến Quy. Bây giờ tôi quạ nè. Bây giờ ví dụ tôi nói nè. Ai là người có quế tôi chạy đi. Tới tôi chơi. Ok. Yes. Ê, yes. Ê, 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 ê. Phong thủy em hướng Tây. Hướng Tây. Hướng Đông Nam đi nghịch, nghịch hành. Anh ra cầu thăm lương anh Trang luôn đi. Ok. Lui, lui nữa, lui nữa. Nữa luôn. Nữa. Nữa. Đúng rồi. Khùng điên, khùng điên. Ai? 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 Là người gái 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 thử mít tôi. Ai? Ai là người có gì? Gái 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 gái. Có gì? Có gì? Có gì? Có gì vậy? Có gì vậy? Có gì vậy? Em không nghe. Make up. Chưa. Em hiểu cảm giác của tôi chưa? Ủa em mặt mộc hả Ngân? Ngân ơi, cái mặt em mặt mộc hả Ngân? Trời ơi. Nè Ngân ơi, phấn nè. Em không nghe anh nói cái gì hết á. Em nên chơi vậy. Ai là người có? Gá gá gá. Đâu được. Ủa sao quá. Thúy Ngân trừ 2 điểm, còn lại tất cả đều được cộng 2 điểm. Không thiếu luôn. À, Tiến Luật không di chuyển. Và Tiến Luật hôm nay là chỉ có ấy dưỡng da chứ không có make up. Không make up luôn á. Ngân vô. Em ai là người có duyên là mình em chạy luôn. Ai là người không có duyên thì ai ngồi hết Ngân chạy. Ai là người đó bắt đầu thấy có duyên rồi đó. Mình đớt mình phải cho nó rõ nha. Ai là người có cái gì? Có tóc dài phủ hoa trang. Ai là người tóc dài phủ hoa trang? Ai là người tóc dài phủ hoa trang? Tại bóng phủ hoa trang kìa. Tóc em dài tới đuôi. Phủ hoa trang hả? Phủ hoa trang. Huy ơi là Huy. Không chưa được kìa. Tóc dài phủ hoa trang. Mà có cái phủ cái không phủ vô gì. Đúng rồi, phủ hoa trang em phủ được. Đây qua rồi. Ờ phải phủ hoa trang thì chạy thôi. Tôi đã qua được. Được chứ? Được. Được. Anh Luật là có đó. Anh Luật là có đó. Ai cũng được hết á. Chỉ có chừng anh Luật chị chỉ chạy lên ấy đi còn kìa. Như vậy ở lượt này Tiến Luật không di chuyển được bởi vì không đồng bộ. Nhỏ nó khờ không? Tôi đội đó, là hại tôi vậy đó. Tiến Luật là không di chuyển được bởi vì không trùng khớp. Tóc này khổ quá trang đó. Thì Lâm Mỹ Dạ không hoàn thành nhiệm vụ bị trừ 2 điểm. Dạ là không biết cái gì đâu rồi em. Tại vì ủa tóc em dài. Không phải là tôi nói là tôi nói ủa dạ ơi tóc phủ qua trán rồi sao không tóc em qua eo lận. Tóc em qua eo lận. Không đúng tóc rồi em qua eo. Tóc em eo mà. À Lâm Vĩ Dạ bị trừ 2 điểm. Tiến Luật thì không có trừ thêm gì cả. Tất cả còn lại mỗi người cộng 2 điểm. Yeah, yeah. Rồi phải hiểu được hiểu hiểu cuối. Từ từ bây giờ mệt quá, bây giờ em không muốn chạy nữa, bây giờ em không muốn tranh đấu nữa. Ủa em phải chơi chứ, em là người đầu tiên á. Không biết mà đang nói tranh đấu ít thôi. À hiểu rồi hiểu rồi. Đây là em tranh đấu ít thôi. Ca sĩ ca sĩ ca sĩ
Ai là người có độ tuổi dưới 30? Ủa nói gì dài vậy? Hai đứa đứng yên. Nói gì dài vậy? Hai đứa đứng yên. Hai đứa ngồi lại. Hai đứa ngồi lại. Ủa? Ủa? Non. Em ơi, em trời ơi, đúng rồi. Em vừa xúc phạm mấy chị em rồi đó. Ơi, cô nói cho con nghe nè. Cô này cũng cao bằng con rồi. Trời ơi, em nói một câu mà mấy chị hết luôn nè. Thứ nhất á, Ngân, nãy Ngân nhào lên làm gì vậy? Ủa, ở lượt này á là Hiếu bị trừ 25 điểm. Đúng rồi. Sao dữ vậy anh? Tổn thương. Thứ nhất là em đánh giá cao các chị quá. Đây, chị già năm nay là 38 rồi. 35 à? Em đâu có tính chị đâu. Em đâu có tính chị đâu. Lan Ngọc là cũng nhiều rồi. Còn Ngân á là cũng bằng Ngọc thôi. Không phải, thật sự là hồi nãy là Hiếu có nhìn vô em chứ Ngân. Hai đứa em là chuẩn bị chạy lớn rồi. Nghe dưới 30. Tụi em rớt cái cục đại thôi. Em rớt cái cục đại thôi. Anh Giang ơi, tổn thương dữ lắm. Trời, bà Ngân mới chạy ra bộ bà chạy mấy bước rồi bà thấy bà sợ. Mà cái lúc là bé Ngân quay lại bé Ngân quẹt. Không, thật ra là Hiếu cứ ngỡ rằng là mấy chị còn trẻ. Dạ đúng rồi, ý là Hiếu nói mấy chị trẻ trâu quá. Thì trẻ mới chạy dữ vậy nãy giờ thấy ai cũng giành dữ vậy hết trơn. Cho nên thôi mình Hiếu bị trừ 2 điểm rồi. Dạ. Bây giờ mình du di cho Hiếu kêu lại lần nữa. Ok. Rồi lần nữa. Ai mà không trùng khớp mà mình qua cái vạch là thôi anh đừng có khó tính quá nhiều lúc đến tham gia chơi chung với em nó có gì đâu. Ăn gian dễ sợ. Sao anh? Độ tuổi mình đã qua rồi, cái gì bớt tổn thương lại. À, bớt tổn thương là ai là người có chiều cao trên 1m7? Trời ơi. Trời ơi. Em nghĩ tôi. Không có, em bị dướng tay vô anh thôi. Hiểu nè, không có, nó không có tình cảm với anh em mình. Ai là người dưới 1m65 là anh chạy rồi. Trên 1m7 sao chơi? Em bị lùn ngang, em dưới 1m6. Ngũ Quyền trừ 2 điểm, Hiếu thứ hai cộng 2, Chu Thế Vinh cộng 2, Tiến Luật cộng 2, Tiến Ngân cộng 2, Lê Dũng Lâm cộng 2. Yeah. Rồi, đủ rồi. Đủ mệt rồi. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Làm em chẳng như con thú đội lốt, người tất bật mặt mũi lầm lem. Em đã từng đi qua đến những thành phố hoa lệ, anh dẫn em đi xa về bạn anh còn vui hơn thế. Chạy xa những bộn bề khói bụi của thành phố, đến với núi đồi hoa và thiên nhiên, chẳng gượng ép cũng chẳng cần phải cố. Ở phố gọi em là baby, về đây gọi em tu mì nhua. Em ơi anh sẽ dắt em đi rồi anh sẽ nói cu lu co, theo anh xuống chợ tình bản sắc dân tộc anh nha. Anh sẽ dắt em về làm vợ, về làm gái bạn anh luôn nha. Này em có thấy kia đang vang tiếng khen, bên đó là con Nami, tiếng đàn môi có chút e thẹn. Mặt trời lên qua khe núi, anh và em cùng lên nương giấy, sống một cuộc sống an nhàn, không bon chen ở bản anh đấy. Bố anh đã nói, cái bụng ưng anh cười em làm vợ, chỉ đợi đến ngày xuống chợ, anh dắt em về bản anh ngay. Theo anh về bản, này bắt theo anh về bản nha. Em thích bắn nỏ, thích chơi ném con, thích chơi cà keo, thích đánh khăng, anh để cho em chọn. Hôm nay trời đất dung hòa, em về làm vợ anh nha. Em ơi, theo anh về bản nha.
anh về bản nha. Về bản nhá. Anh đây chẳng biết đến ngôn tình giống như trai thành phố, nhưng say em như say rượu gần bên nồi lẩu thắng cố. Nơi anh đóng cửa là nhà, mở ra là bản chẳng đầy dãy xe cộ. Như con người nơi đây chân chất thật thà không giả dối xô bồ. Chỉ cần em nắm chặt tay anh sẽ dắt em đi. Con người trên bản chân thật không để em phải lệ hoen mi. Lên dậy khi mặt trời mọc, trở về khi trời đã tối. Ngồi quây quần bên bếp lửa, ăn men men giản dị vậy thôi. Em thích bắn nỏ, thích đẩy gậy hay thích chơi ném con. Thích chơi cá keo, thích đánh răng, anh để cho em chọn. Hôm nay trời đất dung hòa, em về làm vợ anh nhá. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi. Em thích bắn nỏ, thích đẩy gậy hay thích chơi ném con. Thích chơi cá keo, thích đánh răng, anh để cho em chọn. Hôm nay trời đất dung hòa, em về làm vợ anh nhá. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi. Kêu anh về bản nhá. Thật to cho Double Two T. À, thưa quý vị thân mến, Double Two T là quán quân của chương trình Rap Việt. Thì anh là cũng được nghe rất nhiều bài hát của em, có là Aloy, đó, hip hop trên bản ấy, đó. Thì vừa rồi là cái bài hát mới hoàn toàn luôn, là theo anh về bản. Mình nói chuyện đi. Dạ vâng ạ. Thì đầu tiên cho em xin gửi lời chào anh Trường Giang và chào cùng em. Toàn thể các quý vị. Vừa rồi là một bài hát có tên là Theo Anh Về Bản, thì em cũng đã viết lâu rồi nhưng em vừa mới phối khí lại. Bài lần đầu tiên bảy độ cười xuân nha, Theo Anh Về Bản. Ở đây ai muốn về bản? Không không. Một người chứ phải một nùi nha. Em cũng đem bài này đi diễn ở những cái sân khấu, kiểu mỗi một lần em đều trước khi diễn em đều hỏi là có ai muốn về bản không, nhưng mà chưa dẫn được ai về bản ấy. À. Tức là hiện tại là còn độc thân đó. Đó thì cũng cầu chúc năm mới sẽ nhiều sức khỏe và cũng nhiều lần về bản, có ngày duyên nha. Đến lúc nào cũng đến thôi. Mà anh thấy em mắc cỡ quá vậy? Tại vì lần đầu em được đứng gần anh như thế này em cũng hơi run, tại vì bố mẹ em ở nhà rất là kiểu hâm mộ anh. Ô, cảm ơn hai bác, chắc anh phải về bản quá. Thì cũng năm mới, thay mặt cho các anh em làm chương trình cũng chúc cho Double Two T sẽ có nhiều cái sự yêu thương nữa, sẽ có nhiều thành công nữa. Bởi vì có một cái điều mà của bạn Double Two T mà mọi người vào xem hoặc là nghe nhạc của em là có một điều nhận ra ngay là cái sự chân chất của Double Two T. Nghe nhạc các bạn ấy là hiểu rõ con người bạn ấy, hiền lành chất phát liền, đúng không ạ? Đó, ở đây rất là nhiều người đồng tình với điều đó. Và cũng chúc năm mới gia đình mình, hai bác nhiều sức khỏe, chúc cho Double Two T sẽ có hàng trăm triệu khán giả hâm mộ trên khắp đất nước, và chúc cho nhiều thành công sẽ đến với Double Two T. Cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị, đây là bảy nụ cười. Gì vậy? Đây, tôi xin đã tổng kết sau 3 vòng chơi. Số điểm tổng hiện tại là Lê Dương Bảo Lâm 49 điểm. Trời ơi. Tôi Thí Vinh 47 điểm, Tiến Luật 46 điểm, Hiếu Thứ Hai 37 điểm, Tiến Ngân 36 điểm, Nguyễn Quý Quyên 32 điểm, Lâm Tử Dạ 30 điểm, Ninh Duy Ngọc 29 điểm và Trường Giang 28 điểm. Thầy cô, tôi có ý kiến. Mời em. Lê Dương Bảo Lâm lúc mà chơi chạy với tụi tôi, Lê Dương Bảo Lâm chạy một đường, tôi chạy một đường. Tôi chưa gãy với Lê Dương Bảo Lâm, tại sao Lê Dương Bảo Lâm cao điểm như vậy? Ôi, ta là gì? Đội trưởng đội bông mai. Đúng. Nhân đôi điểm số. Họ được nhân đôi điểm số ở vòng đó. Anh đội trưởng đội bông gân mà, anh rồi so với tôi. Đụng tới là anh bông gân, đụng tới là anh đau. Sao anh bằng tôi được? Bây giờ chúng ta có một trò chơi cũng đã quen thuộc nhiều mùa. Và được khán giả yêu cầu mùa này phải có sự trở lại. Quýt làm cam chịu. Wow. Tức là mỗi đội sẽ có một tình huống cho chính mình. Và họ sẽ diễn tình huống đó. Và bắt buộc một người ở trong đội đối thủ phải bước vào tình huống đó, mặc dù không biết tình huống là gì. Dạ. Và sẽ diễn theo cái tình huống xảy ra. Dĩ nhiên
họ sẽ có những hành động khóa và những từ khóa. Hành động đó nếu chúng ta chạm vào là bạn mình ở trong một cái phòng khác là sẽ bị hình phạt. Trời ơi, bị phun nước miếng. Cái gì mà nghe nó đây là cái máy bắn cái phàn phàn. Em tưởng cái kia là khi người ta nói là cấm bước đi mà mình vi phạm thì trong phòng sẽ bị phàn phàn. Nhưng mà kính thưa ban giám khảo, ngày hôm nay chúng ta có hai đội là đội 2 ngày 1 đêm và đội 7 nụ cười xuân. Đúng vậy. Thì anh Trường Giang là cái người ở trong đội 2 ngày 1 đêm. Đúng vậy. Lẽ nào anh Trường Giang không tham gia? Ủa, tôi tham gia mà. Vẫn tham gia vậy. Tôi làm sao mà để mà Hiếu Thứ Hai một mình cô đơn giữa bầy sói được? Đúng rồi. Ủa, nếu mà thì anh Giang sẽ không được biết tất cả kịch tôi bản, từ khóa. Tôi không biết luôn. Không, để cho công bằng là Giang phải đi vô phòng. Đúng vậy. Đúng vậy. Đội tôi sẽ đại diện một người bước qua bên tình huống bên kia. Em nghĩ Hiếu Thứ Hai đi. Em thấy Hiếu là cứng nhất. Đúng, Hiếu Thứ Hai là món ăn lạ. Tình huống là nếu Hiếu vô chắc thế nào cũng dở trò với Hiếu anh Giang. Đúng rồi, rồi. Dở trò. Nè, ba bánh bèo đó ở chặn trong đó ha. Cái Hiếu vừa bước vô à, xin chào, đây là bãi tắm tiên. Trời ơi. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đâu, đúng theo quy định. Đừng nhớ nghề nữa. Hiếu ok, còn nếu như em bãi tắm tiên. Mặc đồ vô. Không phải ai muốn xuống tắm là tắm, chỉ có tiên được tắm thôi. Cái ngữ này là lên bờ. Nhưng mà Hiếu nên nhớ là khi em chơi mà em chơi không cẩn thận là ba đứa anh cũng nát cái đầu trên kia. Trời ơi. Đó là ba anh thôi chứ đâu sao em. Ba anh thôi chứ đâu sao em. Trời ơi. Em. Nè. Trời ơi. Trời ơi. Kết kịch đi, đau đớn quá. Hay là bên mình tạo tình huống trước cho người ta lột vô cho Hiếu cảm giác. Dạ đúng rồi. Nên vậy đi. Bên mình ai sẽ là người qua đó? Anh Luật là cái người chưa bao giờ trải nghiệm cái trò chơi này nên em xin phép được đề cử anh Nguyễn Tiến Luật. Đồng ý. Rồi Luật sẽ chơi và bốn bạn kia sẽ bị bắn phàn. Bên chúng tôi cái người rơi vào tình huống các bạn đó là Hiếu Thứ Hai. Wow. Còn bên các bạn cái người rơi vào tình huống chúng tôi đó là Tiến Luật. Luật thứ bảy. Hiếu Thứ Hai đụng Luật Thứ Bảy. Wow. Còn chơi gì nữa thưa quý vị? Bây giờ chúng ta cùng bước vào những tình huống của Quốc Làm Cam Chịu. Đây là hành động cấm và từ khóa cấm trong tiểu phẩm Quýt Làm Cam Chịu, tiểu phẩm đầu tiên của đội 2 ngày 1 đêm. Và thưa quý vị, đội nào vi phạm và hành động cấm nhiều hơn thì đội đó bị trừ 5 bông mai. Mà không hành lễ sao hả? Ngươi là ai? Huy Công Công. Huy Công Công. Ngươi là Luật Công Công mới vô, gặp ta phải hành lễ chứ. Ta mời. Ta nghe nói dạo này ngươi có tình ý với một công công khác trong cung. Không phải như vậy. Đó chỉ là những lời đồn săn bẫy. Săn bẫy. Tàn chứng ở đây. Cây đồ lông đao của mi. Vậy là hành động cầm nắm rồi. Miễn lễ. Ôi con trai của ta. Ta thử con thôi. Ta là cha con đây. Nào con trai, vừa rồi ta nghe đâu nói là con có tình ý với một ai đó. Con làm gì vậy? Ta thử hết rồi, con nghe tiếng súng hay không?
Anh có thù với mình hay sao? Ghê á. Đã biết ngay từ đầu quỳ là bắn mà còn ráng thử nữa. Thiệt á. Mi là con ta thì ta cái gì? Hóa ra đây là... Ta là đại tướng của triều đình. Ngươi là con trai cả của ta đó. Thực ra thì vừa rồi triều đình có một chiếu chỉ xuống tuyển phò mã công chúa của nhà vua. Đang có một cái thử thách cho gia đình chúng ta là bây giờ công chúa của đức vua rất là khó chịu. Các y thần trong cung thay nói là bị một căn bệnh nan y, lúc nào cũng cầu có, khó chịu mà ai lại gần cũng không được hết trơn. Nếu mà con làm công chúa chịu ăn món ăn của con thì gia đình mình sẽ được thăng đến 5-6 bậc. Còn nếu mà làm phật lòng đức vua thì con biết rồi đó. Hoàng thượng Giá Long. Anh Lễ. Anh Lễ. Hoàng thượng Giáng Tuế. Con trai. Thưa cha. Sao vậy? Người này có chắc là hoàng thượng của chúng ta hay không? Là trời hoàng ơi. Thượng đó. Thì về trời đâu? Ơi, hoàng thượng, ở hoàng đây. Thượng. Thì về rồi. Đâu? Hey. Quanh. Người tha lỗi cho nó. Nó còn trẻ người non dạ. Trời ơi, nó không biết trời cao đất dày. Được rồi. Hoàng thượng Giáng Tuế. Giáng Tuế, Giáng Giáng Tuế. Trời ơi, người con trai. Không có được như vậy, ta vừa mới xin tha chết cho con mà. Hiếu thị vệ. Dạ. Trời ơi đừng mà. Con trai tôi. Con trai tôi. Làm gì nên tội. Làm gì nên tội. Để tôi xử nó cho. Trời ơi. Thôi, đứng dậy đi. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ rồi. Quy tể tướng. Dạ, có thần. Như đã hẹn, ngày hôm nay ta đến, ta cần gặp con trai của ông. Dạ, đây là con trai cả của hạ thần. Thì ra, đây chính là tân phò mã mà cả triều đình nhắc đến sao? Dạ. Ôi, anh dũng ngoài chiến trường, đáng được thưởng. Ta xin mời một chén trà. Ta Long Hưng đi ta con. Ta mời một chén trà. Khởi bẩm hoàng thượng, thật ra hạ thần xin phép không uống được ly trà này. Tiếng súng thiệt. Những gì hoàng thượng ban mà từ chối là khi quân phạm thượng thiếu thì vậy. Dạ, được, được, được rồi đi. Xin lỗi đi. Như đã nói, con gái ta không biết bị bệnh tình gì mà ăn cũng không được, ngủ cũng không yên, tính tình thì cáu gắt. Thần y trong triều đình tất cả đều đã bó tay. Nghe nói con trai của nhà ngươi có bài thuốc trị rất là tốt. Ngày hôm nay ta tới đây, nếu trị được bệnh cho con gái ta, ta sẽ ban cho vàng, bạc, châu báu và cho trở thành quan tam phẩm. Trời bẩm hoàng thượng, cho hạ thần 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 được nói. Thật ra là như vậy hoàng thượng à. Hiếu đi theo nó. Thật ra là như vậy hoàng thượng à. Ta đây. Trước đây ta là một người dũng tướng ngoài xa trường, nhưng sau này ta nghe lời cha của ta quyết định vào trong triều để làm thái giám, và ta đã tịnh thân một nửa rồi thưa. Ta không quan trọng nhà ngươi có tịnh thân hay là không tịnh thân, chỉ cần làm con gái ta hết bệnh thì ta sẽ ban cho cái chức phò mã, dù trên danh nghĩa cũng được. Dạ. Sẽ có tiền bạc châu báu vô cùng nhiều. Thật ra thì hạ thần đây. Thật ra thì hạ thần đây. Thật ra là hạ thần. Hạ thần. Ow! Ow!
đã quyết định vào chùa quy y nơi cửa Phật. Trời ơi, đổi danh xưng rồi, vào chùa rồi. Xin hoàng thượng cấp. Xin hoàng. Hoàng. Trời. Trời chết chết. Bây giờ con gái cưng người ta tới rồi. Trời ơi, diễm phúc của hạ thần. Con ơi, công chúa của bệ hạ đẹp sắc nước chân trời. Cầm kỳ thi họa. À, chắc tay nắm lại vậy nè. Ta lòng tiếng cũng được. Con gái đâu? Không biết rồi, biết rồi, anh Lục biết rồi. Trời ơi, công chúa Thiên Tà hả? Con ơi, bây giờ bước đầu tiên con lại con làm quen với công chúa giùm ba. Đi con, giữ công chúa lại trời ơi. Giữ công chúa lại trời ơi. Giữ công chúa lại, giữ công chúa lại trời ơi. Công chúa. Công chúa. Ảnh chắc tay hoài luôn. Hạ thần ra đâu? Hạ thần có lỗi. Công chúa. Ngươi làm gì vậy? Công chúa có sao không? Sao ai cũng đỡ, có một người không đỡ ta. Trời ơi con ơi. Ta sợ cha. Sao giờ vậy con? Ta sợ. Sợ cái gì? Thật ra trong tranh là công chúa rất đẹp. Tên họa sĩ đó đáng chết. Đây là bức họa công chúa trong lưới đánh cá trong truyền thuyết đó. Lại dỗ về công chúa đi con. Chào công chúa. Chàng là... Ta là... Ta chính là con trai của tể tướng Quy đây. Wow. Wow. Con gái à, đã bao nhiêu ngày tháng vừa rồi tính tình con nó kỳ quặc, ảnh hưởng tới hệ thần kinh, nên cha đã nhờ được con trai cưng của tể tướng có bài thuốc gì về ẩm thực đó mà nó hay lắm, sẽ khiến con trở thành một người bình thường như xưa. Nào thể hiện tài năng đi. Con ơi, con nói với cha là con có tài năng thiên bẩm về ẩm thực đó. Đồ ăn con nấu trong kia một bùi cái kìa. Được rồi, vậy thì con sẽ bưng đồ ăn ra đây cho công chúa dùng thử. Mà đi đi con, lẹ lên, công chúa không đợi được đâu. Đừng bên, đừng bên. Trời ơi. Chúa giống như là yêu quái vậy. Có công chúa đây. Sợ ghê. Nhắc dai công chúa đi. Bệ hạ, cho hạ thần mạn phép hỏi, công chúa bị dậy lâu chưa? Cũng đã khá lâu, thần y trong triều đình đều bó tay. Đúng rồi, cái mâm đó đó. Quá, con trai của thần quá giỏi đảm đang. Ê, ê, ơi. Con có thể giới thiệu cho bệ hạ. Giới thiệu những món này là món gì, công dụng là gì mà lẽ khiến con gái ta hết bệnh. Món này là món bún, là giúp cho công chúa không còn phải nhúng nữa. Cái gì vậy? Còn nhúng. Còn nhúng là tại vì ăn ít bún. Ăn à, hết vị bún là hết nhúng. Wow. Không biết món này thì như thế nào? Món này là ốc nhồi thịt. Mời công chúa thử ốc nhồi thịt. Ăn vào sẽ... Ăn vào sẽ rứt. Không còn nguy kịch. Không còn bị nguy kịch nữa. Ăn thử đi con. Con muốn anh ấy gấp cho con. Con ơi, đây là lúc lấy điểm công chúa nha con. Lấy điểm với công chúa? Đúng rồi. Với cái nhan sắc này cần gì điểm cha? Cha, đem đâu? Thế giới. Trời ơi. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi. Trời, 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 trời. Lấy điểm, lấy điểm. Xin lỗi. Con không ăn, con không ăn nữa. Bị bốc ghê quá. Rồi, vậy món thứ ba. Tôm gì đấy? Tôm nướng.
ăn vào sẽ rất là sướng. Wow. Vậy thì ngươi mời công chúa ăn đi. Mời công chúa có thích ăn tôm nướng không? Nếu mời ta thì hãy đút ta đi. Ta sẽ đút, gửi lời xin lỗi tới phương xa. Quá là con trai ngoan của ta. Ôi không ngon hả? Dám đâu? Trời ơi, cả nước này không ai có thể làm cho công chúa của ta hết bệnh sao? Hoàng thượng, hoàng thượng cho người cho đâu? Cho con. Dạ hoàng thượng. Thưa hoàng thượng. Hả? Cái gì? Con xin nói thật, con là một thị vệ đã thầm yêu công chúa. Thầm yêu công chúa? Trời, trời. Ngươi là một tên thị vệ mà lại dám đi yêu công chúa của ta? Con biết với nhan sắc này mà yêu công chúa thì rất là khó tin. Nói chuyện khôn quá à. Nói chuyện khôn ghê luôn á. Chém đâu? Sao? Dừng tay lại. Công chúa khoan hãy manh động, để cho thằng thị vệ này coi nó có cái gì mà hơn con trai của ta. Nói đi, ngươi nhìn đi, ngươi hơn gì cái tên này? Đầu tiên là hơn tóc rồi. Trời. Con biết một bài thuốc có thể trị được cái bệnh này. Vô lý, ta vô phản đối. Vô lý, ta phản đối. Cả nước không ai có thể chữa được bệnh công chúa. Ngươi là một tên thị vệ hèn mọn thì lấy tài năng đâu mà là hả tìm được trị thuốc chữa bệnh cho công chúa? Vô lý. Đúng rồi, hoàng thượng đã là không môn đăng ở hồ hồ đúng rồi. Tôi nói được cái gì ra vậy? Đây chính là những cái bài thuốc rất là quý. Thuốc gì? Nói ta nghe. Ớt gương kỳ sơn. Món thứ hai, ớt tỏi lý sơn. Và cuối cùng, me tươi Nam Bộ, mấy người làm gì biết? Bệ hạ, Nam Bộ là cái vùng đất gì mà ta chưa nghe bao giờ? Vùng đất phía Nam đi bộ sẽ tới. Trời! Để chúng ta cho ta nào. Đây là những cái loại gia vị mà tên thì về này đã dày công nghiên cứu. Chấm với những món ăn này mà công chúa trở lại thành một người bình thường thì ta sẽ gả công chúa cho nhà ngươi. Còn nếu như ngược lại thì ta sẽ chém đầu bêu thị chung. Đầu tiên là cái tôm nướng này thì dùng với cái loại gì? Con nghĩ là dùng me tươi Nam Bộ sẽ rất là hợp với công chúa. Hỗ trợ đút cho công chúa của ta. Cầm cái chén, bắt hắn cầm cái chén thôi. Không muốn cái tên này đút con đâu. Cầm kìa, ông cầm. Cầm chén lên. Ngon quá cha, ngon quá. Thì ra đây là những loại nước chấm khiến người ta phấn khích à. Thêm cái này. Một miếng nữa công chúa ơi. Thêm một miếng nữa. Thêm cái này, thêm cái này đi, cái này đi. Đây là ốc nhồi thịt, ăn với lại ớt gừng kỳ sơn đi ha. Nhanh nhanh, nhanh nào, nhanh nào. Lẹ đi, nhanh lẹ đi, nhanh ta phấn khích quá. Rồi rồi. Bắt đầu đây, chuẩn bị nghe. Đây công chúa ơi. Đừng có cầm tay áo. Quay nữa. Wow. Trời ơi. Wow. Con gái của ta, con gái ta đã hết bệnh rồi. Ủa, là con trai sao? Là con trai sao? Con gái đó. Con gái. Con gái đó.
Con gái tóc ngắn không thì cũng được. Cái này là một cái kiểu tóc của nước bạn. Hiếu thì về nghe chị. Dạ. Như ta đã nói, ai chữa được bệnh cho công chúa thì người đó sẽ được làm phò mã. Cái thằng ở đâu mà nó chụp vô mặt có lẽ. Từ đây công chúa của ta sẽ cùng phò mã Hiếu thứ hai sống trọn đời bình yên hạnh phúc bên nhau. Còn cha con tể tướng mạo danh chữa bệnh. Trời ơi bệ hạ, hai nhà ngươi dạ sẽ bị nhốt vào đại lao chờ ngày phán xét. Trời ơi oan quá. Còn bây giờ hai đứa Hiếu thứ hai và công chúa đàn ông, à không không không, công chúa cục cưng của ta sẽ thành vợ thành chồng và trọn đời trọn kiếp hạnh phúc bên nhau. Trời ơi, nhất bái thiên địa. Ai cầu đường quay sao? Chị bái cầu đường. Vậy thôi. Hai đứa bái đi. Hai đứa bái nhau. Cạn chén. À. Sao đổ nước mắm như vậy? Quay. Quay, sao đổ nước mắm vô Quay? Không đậu cụ, bí quá. Đậu cụ rồi. Bí quá, đậu cụ rồi. Như vậy là chúng ta vỗ tay cho tình huống vừa rồi. Bây giờ sẽ gặp lại đội hình Cam Chịu, xin mời. Bắn dữ vậy. Trời ơi, nó đua xe gì vậy? Ngơ người hết rồi. Ôi, thân xác hoang tàn không nhận ra. Ủa nhưng mà anh Luật ơi, công chúa cỡ như vậy mà anh vẫn hết lòng hết dạ với người ta, rồi kêu cái gì cũng làm mới là sao? Vô thế rồi em, mà không làm thì cha anh bị chém. Mà mắc cái gì anh cứ nói chuyện thôi, anh để tay bình thường, anh cứ nắm cái tay anh hoài vậy chi vậy? Đối chuyện với vua mà không phải để tay không thì nó kỳ. Mà đối luật là từ khóa và hành động cấm là gì? Cầm. Quỳ. Xưng hô và như là ta như là dạ hay sao á. Dạ thần. Tình huống nó khó quá là phải dạ với thưa rồi quỳ rồi nó vô hết rồi không có né được. Yeah. Với lại cũng chả cũng có ưa thích gì. Thì thà là nói vậy, kiểu mà trả thù nhau thì ok em chấp Ủa, nhận. Ủa cái đầu em bị gì xưng lên vậy? Đó bắn u đầu luôn à. Trước khi chúng tôi chấp nhận thương đau, tại vì Hiếu thứ hai dù gì cũng không phải là người diễn kịch. Dạ. Thứ hai là ca sĩ mà. Thôi thì cho chúng tôi giải trí xíu để cho chúng tôi khuây khỏa rồi chúng tôi bước vào đau đớn. Đồng ý không ạ? Đồng ý rồi. Mời dạ. Quý vị cùng chúng tôi đến với Double Two Three. Chua chua ngọt ngọt, anh mời em mềm củ này như đặc sản ngay từ Nam Bộ, anh gọi đây món củ này đau căn tận non lá. Hát câu hò ơi, mời em về miền sông nước xong lại con đò chơi. Vì anh không có gì đặc biệt ngoài đặc sản, món ngon nào anh đây cũng có, cần thêm bao nhiêu anh chẳng nản. Em nói anh nhạt vậy để quét nước mắm dơ, hai bàn tay 10 điểm ngon hết nước chấm chỉ ngô răng. Anh nói rằng đau thất mi, ý chí vươn lên như tỏi nối lửa là cách mà anh đã thích nghi. Vừa nhìn em đã muốn trông xong em lại bảo là không kích thích đi. Chua ngọt cay thè dê thơm lưng vi. Không nề hà đây là bói mìn trúng. Tuy không nổi nhưng biết em lìn ứng. Anh nổi tiếng khắp cả vùng như là tỏi Lý Sơn này. Nếu như em đồng ý thì lên thuyền trôi. Và đây là bói trên núi nhưng luôn nồng nàn như người biển. Sổ đỏ có tới 3 quả đồ dơ đã nâng lên thành 10 quyển. Vị cay nồng nàn nên không thể ngừng trong đây. Anh là gừng Kỳ Sơn chứ không phải gừng không cay. Dù là túp lều tranh hay có cả thủy cung, gừng cay mà mặn nhưng vẫn luôn thủy chung. Chỉ cần em thích hai ta cùng vi vu, chỉ đợi em gật đầu. Yes me too. Tay nắm chén mắm ta đừng, gừng cay mắm mặn xin đừng quên nhau. Thương anh lắm đấy nhưng đành dừng chân nghĩ ngợi chần chừ hơi lâu. Vì có lúc em sẽ như một đứa trẻ, cũng có khi đành hành như cụ già. Nếu anh yêu em được đến thế thì hãy dắt tay em về nhà. Ngư ốc với mắm gừng hai mình đẹp đôi vang tiếng khắp vùng. Ngư cút chấm mắm mè cá chiên mắm tỏ vị hương thơm lừng.
tay nâng chén mắm mướt gừng, gừng cay mắm mặn xin kỳ quên nhau. Vì anh không có gì đặc biệt ngoài đặc sản, món ngon nào anh đây cũng có, cần thêm bao nhiêu anh chẳng nản. Em nói anh nhạt miệng để quét nước mắm dơ, hai bàn tay mười điểm hết nước chấm. Vì anh không có gì đặc biệt ngoài đặc sản, món ngon nào anh đây cũng có, cần thêm bao nhiêu anh chẳng nản. Em nói anh nhạt miệng để quét nước mắm dơ, hai bàn tay mười điểm hết nước chấm. Mười điểm hết nước chấm. Cool 100% sữa tươi ngon ơi là ngon mẹ ơi. Đây là trò chơi thứ 5 của 7 nụ cười. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta có hội chợ xuân. Chim lột lên, chim lột lên. Chim lột lên. Khoan 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 Hiếu, khoan Hiếu. Ở trên này. Ở trên này. Đây là trò chơi thôi. Ok. Rượu mời không uống, uống trụ phạt à. Sau khi ăn cá thì nhìn. Trời ơi. Sau khi ăn cá thì nhìn. Trời ơi, đừng có nói con cá, con này con kia đau đớn quá cuộc đời rồi. Giải thoát cho tôi đi. Sao, muốn đá tôi hả? Không, yêu quá. Không, yêu quá.